Chị ơi, em cong nhưng lại đi thích trai thẳng, có nên thổ lộ không chị? Ok, bây giờ như vậy nha. Tình cảm và tình yêu, bản chất của nó là tốt đẹp. Mà tốt đẹp, tại sao mình lại phải giấu? Đúng không? Tại sao mình lại không tự tin? Nhưng chỉ có điều mình phải xem cái đối tượng của mình. Đối tượng của mình, cái quan điểm về 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 giới tính, quan điểm về cái mối quan hệ với bạn đồng giới khác giới họ như thế nào, họ có cởi mở hay không. Và cái chồng chị lại gọi nha. Thì và để xem rằng là cái mối quan hệ giữa em và cái bạn trai thẳng này có thân đến mức đâu rồi, bị đứng rồi hả? Alo, đâu rồi? Mọi người có thấy chị không vậy? Vẫn vẫn ok, vẫn vẫn like không vậy? Ok, có thân và có thân thiện với nhau ở cái mức độ rằng là em có thể chia sẻ ra mà bạn đó mà em sẽ không mất bạn không? Ok nhá. Thì nếu như mà em chia sẻ ra mà cái quan điểm về cái tình yêu đồng tính hoặc là cái nhìn nhận về những cái vấn đề này của các bạn đó quá là quá là gọi như là dùng từ gì nhỉ, nào không có được cởi mở, không có được văn minh, bạn bạn hơi 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 cái đầu của bạn không có open mind thì tốt nhất mình không nên chia sẻ nhé. Còn nếu như bạn ấy open và cảm nhận bạn đó là một cái người mà người bạn tốt, một người bạn chưa chắc chưa cần biết là người ta có thích mình hay không, người có đáp lại hay không, nhưng người ta sẽ có một cái cách cư xử đúng mực, thì em giữ trong lòng em làm gì để em khó chịu, đúng không? Vậy thì em cứ nói ra. Đối với chị, cái điều mà tình yêu, thổ lộ tình yêu, tình cảm, nó là một cái sự tốt đẹp. Bản chất của tình yêu là sự tốt đẹp, mình không có gì mà phải hổ thẹn về điều đó cả nhé. Mà cũng đây cũng là một là cái phép thử, nếu như mà cái người bạn đó mà có những cái tư tưởng mà cảm thấy là không phù hợp với em thì thôi, cũng coi như là một cách để mình sàng lọc lại bạn bè. Ok.